2. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Nghiện Nhà TV. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục series Nột xác nhà cũ thành một không gian sống sang trọng và đẳng cấp. Mình tin chắc đây sẽ là một video hữu ích dành cho các bạn đang có ý tưởng cải tạo lại không gian sống của mình. Vậy chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu nào. Căn nhà này nằm trong một con ngõ nhỏ được xây dựng từ những năm của thập niên 90, nên lối thiết kế rất lỗi thời và thiếu đi tính thẩm mỹ. Theo như chia sẻ của gia chủ, mặc dù căn nhà đã cũ lát nhưng lại tạo cảm giác gần gũi, thân thương hơn hẳn những căn chung cư hiện đại. Do vậy, chị đã sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm từ năm 19 tuổi để mua căn nhà này. Như các bạn thấy, hiện trạng ban đầu của căn nhà đã rất cũ nát, nước sơn đã bạc màu, hệ thống chống ẩm của căn nhà đã xuống cấp gây ra hiện tượng ẩm mốc, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của gia chủ. Hơn nữa, nồi thiết kế cũ đã không còn đáp ứng được công năng cũng như thẩm mỹ cho gia chủ. Do vậy, việc cải tạo lại căn nhà này là điều tất yếu. Để cải tạo lại căn nhà, gia chủ đã tân trang lại toàn bộ mặt tiền căn nhà, vứt bỏ hết đồ dùng nội thất hiện trạng, tháo dỡ hệ cửa cũ, sơn lại căn nhà và đi lại hệ thống điện nước. Ngoài ra, còn có một số hạng mục cải tạo khác. Và sau đây là cú nột xác của hạng mục của căn nhà này. Sau khi cải tạo, căn nhà như được khoác lên bộ áo mới, mặt tiền được sơn lại và ốp đá toàn bộ, từ cửa vuông màu đen đã được sửa lại thành cửa mái vòm, rất xinh xắn và sang trọng. Hệ cầu thang cũ rất thấp và có hiện tượng gãy, mất an toàn, nay cũng đã được thay mới toàn bộ. Sàn nhà cũ đã được bóc rỡ hoàn toàn để lát gạch màu xám và sàn gỗ. Vừa rồi là một số hình ảnh cũng như thông tin tổng quát của căn nhà. Bây giờ ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp chi tiết của căn nhà này nhé. Trên đây là toàn bộ hình ảnh cũng như thông tin về ngôi nhà này. Các bạn có nhận xét gì về công trình này sau khi cải tạo? Còn với bản thân mình thì đây là một sự nột xác rất thành công và xứng đáng cho ngôi nhà này. Và video đến đây là hết. Đừng quên like, share và subscribe kênh Nghiện Nhà TV nha. Và rất hy vọng là các bạn đóng góp ý kiến để kênh có thể phát triển hơn và ra những video bổ ích. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại.